Kính thưa quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chúng tôi là vận động viên. Thưa quý vị, võ thuật Bình Dương luôn có những võ sĩ tài năng đem về nhiều thành tích cao cho thể thao Bình Dương. Một trong số đó là võ sĩ Lê Minh Tiến thuộc đội tuyển võ thuật cổ truyền Bình Dương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Lê Minh Tiến, chàng võ sĩ có dáng người nhỏ nhắn nhưng lại có niềm đam mê cháy bỏng với võ thuật cổ truyền ở nội dung quyền thuật. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Lê Minh Tiến. Năm nay tôi 26 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền đất thủ Bình Dương. Tôi hiện là vận động viên đội tuyển võ thuật cổ truyền Bình Dương và đang thi đấu ở nội dung quyền thuật. Tiến bán duyên với võ thuật cổ truyền từ năm 5 tuổi, là năm 2001. Thời gian đó thì gia đình thấy Tiến năng động và yêu thích múa lân nên cho đi học võ để có sức khỏe. Và khó khăn nhất ở thời điểm đó là do tuổi còn nhỏ và do thể trạng nhỏ người nên không được tiếp thu nhiều về võ. Và người thầy đầu tiên năm 2001 Tiến học theo học đến ngày hôm nay đó là võ sư Nguyễn Minh Trí, cũng là người thầy từ năm đó đến giờ của Tiến. Lúc đầu đến với võ thuật cổ truyền thì khó khăn lớn nhất của Tiến vẫn là vấn đề thể trạng và sức khỏe. Do lúc đó khá là nhỏ con và sức khỏe cũng không được tốt nên không có tiếp thu được nhiều những cái gì mà thầy dạy. Và động lực lớn nhất của Tiến đến thời điểm này cũng là mục tiêu, đó là gia đình. Muốn làm một cái gì đó để gia đình có thể là tự hào về Tiến một phần nào đó. Từ lúc bắt đầu được vào thi đấu thì đến giờ cũng vì gia đình có động lực nên Tiến đã lao vào tập luyện và cố gắng thì cũng đã đạt được một số thành tích nhất định và cũng khiến gia đình tự hào một phần nào đó. Từ những ngày đầu mà mình làm quen với võ thuật cổ truyền thì sau một thời gian mình tập luyện cũng như là được quý thầy tạo điều kiện cho thi đấu thì mình bắt đầu hiểu hơn về nó. Mình nhận ra những cái hay, những cái đẹp ở trong môn võ thuật cổ truyền này thì mình lại quyết định chọn nó làm con đường gắn bó có thể là lâu dài và sau này của mình. Trong sự nghiệp thi đấu võ thuật cổ truyền của Tiến thì Tiến đạt được cũng một số thành tích nhất định. Đó cụ thể như là Tiến đạt được 2 huy chương vàng ở giải vô địch võ cổ truyền toàn quốc, 3 huy chương vàng ở giải cúp các câu lạc bộ võ thuật cổ truyền toàn quốc và kèm theo là nhiều huy chương ở các giải trẻ vô địch toàn quốc, các giải cụm mở rộng và các giải quốc tế. Huy chương đáng nhớ nhất của Tiến có lẽ là huy chương ở giải vô địch 2019 ở thi đấu tại Đà Lạt. Thì đó là chiếc huy chương vàng đầu tiên của Tiến cũng như là chiếc huy chương vàng đầu tiên của người Bình Dương. Vì đó là lần đầu tiên Tiến đạt huy chương vàng trong suốt nhiều năm liền thi đấu thì Tiến chỉ có huy chương bạc thôi. Và năm đó là năm Tiến cảm nhận mình cố gắng và thi đấu tốt nhất cũng như là đạt được cái thể trạng tốt nhất ở trong sự nghiệp thi đấu của mình. Theo Tiến thì để trở thành một vận động viên võ thuật cổ truyền thi đấu nội dung quyền thuật tốt thì cần những điều kiện khách quan. Đầu tiên là kỹ thuật, thứ hai là sức bền, sức dẻo. Cái thứ ba là theo Tiến quan trọng nhất đó là tinh thần, sự cố gắng. Và hơn nữa đó là phải biết lắng nghe những sự chỉ đạo của huấn luyện viên và các thầy của mình. Trong những yếu tố đó, theo Tiến yếu tố quan trọng nhất vẫn là yếu tố tinh thần, ý chí. Vì trong khi mình thực hiện phần thi đấu nội dung quyền thuật thì khoảng thời gian trên dưới là 1 phút 30 giây. Thì ở những đoạn cuối bài, thể lực của các vận động viên thường bị hụt lùi, gọi là bị tụt thể lực. Cái khả năng về tinh thần cũng như là ý chí sẽ giúp mình cố gắng hơn và quyết tâm hơn để thực hiện trọn vẹn bài thi.
Mục tiêu của Tiến trong tương lai thì vẫn là một vận động viên. Thì như năm nay đây là năm của đại hội, thì Tiến vẫn mong ở đại hội cuối năm nay sẽ cống hiến và cố gắng đạt một thành tích nhất định nào đó cho đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Bình Dương. Hy vọng và cố gắng để có một chiếc huy chương vàng về cho đội tuyển võ cổ truyền tỉnh Bình Dương năm nay. Để đạt được những mục tiêu ở đại hội sắp tới thì Tiến cũng như là các đồng đội của mình, từ khi kết thúc giải cúp vô địch võ cổ truyền toàn quốc ở Đà Nẵng trở về thì Tiến cũng như là các anh em đã lao vào tập luyện xuyên suốt ngày hôm nay, và quan trọng hơn là sẽ chỉnh sửa lại những kỹ thuật, những điểm yếu của mình. Mục tiêu của Tiến sau khi kết thúc đại hội thì Tiến vẫn tiếp tục là một vận động viên võ thuật cổ truyền. Nhưng nếu có điều kiện thì Tiến cũng mong mình có thể đóng góp cũng như hỗ trợ một phần nào đó ở công tác huấn luyện. Vì Tiến cũng tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao và cũng có nhiều năm thi đấu ở bộ môn quyền thuật võ thuật cổ truyền. Tiến muốn truyền lại và chia sẻ lại những cái kinh nghiệm của mình đã qua cho các em nhỏ, các thế hệ sau này. Nếu mà để có một lời khuyên với các bạn trẻ ở cụ thể môn võ thuật cổ truyền này, và cụ thể hơn là ở nội dung quyền thuật, thì Tiến muốn nhắn với các bạn là phải biết cố gắng, tinh thần của mình phải kiên định, và cái thứ hai và cái quan trọng nhất là phải tuyệt đối tin tưởng và nghe lời huấn luyện viên, người thầy của mình. Thì đó là cái yếu tố mấu chốt để tạo nên một sự thành công của một vận động viên, và hơn thế nữa nó sẽ tạo nên hình thành nhân cách của một con người. Đó là cái điều cốt lõi ở trong võ thuật của mình. Cá nhân Tiến muốn chúc quý thầy, quý ban lãnh đạo cũng như quý anh em các vận động viên sẽ luôn cố gắng đồng lòng, đoàn kết và đạt được những thành tích cao nhất, tốt nhất và xa hơn nữa để đưa võ thuật cổ truyền Bình Dương mình ở một cái vị trí khác trong tương lai. Bằng nhiệt huyết và lòng đam mê, tin rằng võ sĩ Lê Minh Tiến sẽ tiếp tục khẳng định mình và giành được nhiều thành tích cao, đem vinh quang về cho thể thao Bình Dương ở các giải đấu, gần nhất là Đại hội Thể thao Toàn quốc sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Kính thưa quý vị, chương trình Chúng tôi là vận động viên xin được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 14:50 trên kênh BTV1, 17:10 trên kênh BTV2, vào thứ Bảy hàng tuần và trên trang fanpage BTV Thể thao, kênh YouTube BTV Thể thao. Kính mời quý vị khán giả đón theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.